lưới kéo cá, lưới vét cá, lưới kéo cá loại dù các bác nhé. Hôm nay Duy Chiến xin giới thiệu tới cô chú anh chị mẫu lưới kéo dù và lưới kéo cước, gồm có lưới kéo ao đầm sông ruộng. Đây là lưới loại mẫu vét ao này các bác này, vét dù Nhật Bản nhé các bác nhé. Cái phao của nó thì đây, của nó là phao tông. Các bác được thấy chốt quá cẩn thận. Phao này của nó rất là đảm bảo, các bác đập đớt méo thoải mái. Đây là lưới vét tép nhé. Đây hai tay. Đây là cái túi này, cái túi cá này là tim. Ở giữa cái túi này thì chiếm cho 5 mét. Để có theo chục tấn cá vào đây rất là ok, rất là đảm bảo. Cái này của nó là chiều cao là 2 mét và chiều dài là 20 mét các bác nhé. Chiều dài của nó là 20 mét. Chỉnh sửa lại mẫu lưới dù vét ao. Đang làm nó nhé, đang bảo trì lưới vét tép, vét tôm, vét cá. Mắt lưới là 4 phân. Cái này của nó là mắt lưới là 4 phân các bác nhé. 4 phân này. Sợi dù Nhật Bản, cao của nó là 2 mét và dài là 20. Hôm nay Duy Chiến quay. Cô chú anh chị nếu có nhu cầu về lưới vét dù thì hãy liên hệ đến bên Duy Chiến. Và đây là mẫu lưới vét tép. Mắt của nó là 3 ly. Mắt của nó 3 ly, phao thì Duy Chiến cũng bâu rất là cẩn thận. Đây. Chốt hóa hai đầu rất là cẩn thận kỹ càng. Còn đây là cái túi này. Để răng ra thì đang làm các bác nhé. Túi Duy Chiến cho 5 mét. Hai tay gồm hai tay. Có tay lý đất tép, đất tôm, đất cá và lý dù. Hệ thống đất tép, đất tôm này. Đấy, thế hôm nay Duy Chiến quay thì cô chú anh chị nếu có nhu cầu thì liên hệ đến bên Duy Chiến. Duy Chiến nhận làm theo yêu cầu. Lưới vét cá, lưới kéo cá, lưới vét dù, lưới vét cước, kéo cá ao, kéo cá sông, đầm ruộng, suối biển, cá to cá nhỏ Duy Chiến nhận làm theo yêu cầu. Rồi xin được kính chào cô chú anh chị. Chúc cô chú anh chị luôn mạnh khỏe.